xin chào tất cả các bạn đây là chương trình bạn hỏi vlog minh hải đáp và như tất cả chúng ta đã biết thì trong những ngày qua một dòng thác thông tin rất lớn khi mà liên đoàn bóng đá việt nam và huấn luyện viên philip chuse đã đồng ý chia tay nhau chúng ta bây giờ có quá nhiều công việc để làm có quá nhiều thông tin để hướng đến ví dụ như là công cuộc thanh lý của liên đoàn bóng đá việt nam với ông chuse có khó khăn gì hay không có gì phát sinh hay không ông chuse sẽ có những hoạt động cuối cùng gì ở đất nước việt nam trước khi rời khỏi đất nước của chúng ta rồi uh, quan trọng hơn đó là những ứng cử viên thay thế cho huấn luyện viên Philip Chu sẽ là ai người huấn luyện viên tạm quyền là ai huấn luyện viên lâu dài là ai ai sẽ là người tự mình ứng cử với liên đoàn bóng đá Việt Nam ai sẽ là người mà được liên đoàn bóng đá Việt Nam tìm kiếm công cuộc uh, uh, gọi là ra soát mọi thứ phân loại rồi đàm phán nó như thế nào ai sẽ là người được lựa chọn đó là những cái thông tin mà các bạn rất quan tâm, mình không thể trả lời hết các bạn được bởi vì có những buổi livestream mà số lượng comment nó lên hơn 30.000, không thể trả lời hết được, cho nên mình làm chương trình này, và cố gắng trả lời các bạn thêm, được càng nhiều càng tốt. Mình vừa mới liếc qua xong thì có quá nhiều câu hỏi và mình sẽ chia ra làm hai chương trình, một chương trình sẽ phát vào buổi trưa tức là khung giờ này, một chương trình mình sẽ phát vào khung giờ tối. Bây giờ mời các bạn đến với chương trình bạn hỏi, vì Lộc mình hải đáp. Không phải tự nhiên mà mình đã lựa chọn cái uh, hình ảnh này Là hình ảnh chúng ta thấy có rất nhiều các uh, bên Ông Philip Chu C là trung tâm thì đã đành rồi Đấy, anh Dương Nghiệp Khôi là đại diện cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam Bên cạnh đó là có Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn Có Phó Chủ tịch Phụ trách chuyên môn Trần Anh Tú Có ông Nguyễn Sĩ Hiển là uh, Chủ tịch Hội đồng huấn luyện viên Quốc gia Có ông Nguyễn Quốc Hội, có ông Văn Trần Hoàn là Uh, các uh, thành viên của ủy viên ban chấp hành liên đoàn lái Việt Nam có anh uh, Nguyễn Trung Kiên là phó chủ Phủ tịch phụ trách tài chính có anh Nguyễn Xuân Vũ là Phủ, phó chủ tịch phụ trách truyền thông và ngoài ra thì còn có những nhà báo nữa ý mình muốn nói ở đây là trong cái câu chuyện này thì tất cả mọi người đều liên đới bây giờ thì mình sẽ đặt câu hỏi với các bạn bạn Hoàng Thanh Vũ anh Hải cho em hỏi là việc bổ nhiệm huấn luyện viên Chu C có một phần trách nhiệm nào đó của Hội đồng huấn luyện viên quốc gia hay không cảm ơn anh Hải rất nhiều tất nhiên là có bởi vì hội đồng huấn luyện viên quốc gia là đơn vị đứng ra cũng tư vấn cho liên đoàn. Đấy. Ở đây là không có ai trong cái ảnh này là là gọi là vô can cả, kể cả là giới truyền thông. Mình nghĩ là như vậy. Trong đó có cả mình. Chúng ta phải nói thẳng thắn với nhau như thế. Như là tất cả đây là một cái chúng ta biết là khi mà đưa ra một cái quyết định chung thì bao giờ cũng thế trách nhiệm là trách nhiệm chung và trách nhiệm chung là không có ai chịu trách nhiệm cả. Đấy và ở đây là chúng ta phải nói thẳng luôn là không có quy trách nhiệm cá nhân được bởi vì là kiểu gì thì nó cũng là cái quyết định tập thể mà hữu lê bạn chồng trọt cứ nói là ai là huấn luyện viên mới với anh đến bây giờ thì câu hỏi này chưa có câu trả lời bạn nhé à, những ai mà muốn biết được là huấn luyện viên trưởng của chúng ta là ai rồi à, trong bao nhiêu các ứng cử viên ai là huấn luyện viên nặng à, ký nhất ai là ứng cử viên có được nhiều những cái thuận lợi nhất thì các bạn cứ follow kênh của mình mình sẽ chia sẻ với các bạn ngay sau khi có thông tin. Ngô Thanh có phải bóng đá Việt Nam đang thụt lùi không anh? Bóng đá Việt Nam chính xác là đang thụt lùi và mình nghĩ là tới đây nó còn thụt lùi một cách thảm hại hơn là bởi vì một cái lứa thế hệ vàng của chúng ta đã kết thúc. À, như huấn luyện viên Sinti Yang đã nói là thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam đang trở thành cái lứa cựu binh và có thể là họ cũng sẽ rút dần. Nếu mà các bạn nhìn thì các bạn thấy ngay những cầu thủ mà còn thi đấu thì bây giờ cũng đang bị giảm phong độ. Còn những cầu thủ bị chấn thương Thậm chí là đang đánh một dấu hỏi rất lớn Cho cái ngày trở lại nên là mình nghĩ là đội ngũ kế cận bây giờ đang thực sự là một vấn đề Các bạn biết là cái lứa 2007 khi mà được đào tạo ấy Là vào Hoàng Gia Lai Arsenal GMC là nó tạo ra một cái Một cái phong trào rất là mạnh mẽ Để giúp cho các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của chúng ta thay đổi nhưng mà cuối cùng thì sau đó thì chúng ta chỉ được đúng cái lứa đấy thôi bây giờ thì lác đác chúng ta có một vài những cầu thủ hay nhưng mà không trưởng thành một lứa tức là không có một lứa tốt cho nên là nó rất là nguy hiểm bạn trung nghĩa có nói là hải ơi việc của ông chu xê đã xong không nói đến nữa người hâm mộ quan tâm nhất lúc này là vff không có ai chịu trách nhiệm và từ chức ạ à, hay là cố tình im lặng để rồi lãng quên mình nói luôn là đây là một cái câu hỏi rất là khó Đấy, nhưng mà đối với mình thì mình rất rất là thích trả lời Bóng đá Việt Nam thì thao Việt Nam và rất nhiều cái mảng trong đời sống của Việt Nam thì chúng ta thường có một cái khái niệm là chúng ta gọi là quyết định tập thể chứ là cái trách nhiệm nó là tập thể. À, ở đây thì nói thật là mình tách ra làm hai. Một là cái trường hợp mình vừa nói là trách nhiệm tập thể thì là tập thể chịu trách nhiệm thì không có ai chịu trách nhiệm cả. Thứ hai nữa là mình đang tiếp cận dưới góc độ này này là cái lỗi thì đã có rồi. Người ta hay gọi là tội chết thì có thể tha nhưng tội sống thì không thể tha được. Tức là gì? Anh không thể nào mà coi cái việc từ chức của anh là nó là phủi đi tất cả. Đúng không ạ? Anh từ chức xong là anh nhàn cái thân anh. Còn bắt đầu để lại bao nhiêu cái việc cho những người kế nhiệm. Và mình nghĩ là đội ngũ lãnh đạo của liên đoàn bây giờ. Mình nói là trong phải nói là hai chục năm vừa rồi khi mà mình bắt đầu đi làm nghề cho đến bây giờ. Càng ngày thì chúng ta sẽ càng có kinh nghiệm hơn. Thì mình có thể khẳng định là đội ngũ quan chức của liên đoàn vào thời điểm này đang là đội ngũ quan chức tốt nhất mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam từng có. Mình nói thật, trước đây thì cũng có một vài cá nhân tốt, nhưng mà nếu mà để đồng đều thì khó lắm. Đấy, ở trên, từ trên xuống dưới, chúng ta thấy, ví dụ như là mọi người đang nói đến anh Trần Anh Tú. Mình nói là anh Trần Anh Tú là một công thần của bóng đá Việt Nam. Một người mà đã xông pha vào rất nhiều những cái mảng công việc khó khăn. Ví dụ như là bóng đá nữ không có ai tài trợ, anh tài trợ. Rồi bóng đá trẻ không ai tài trợ, anh tài trợ rồi phút san không ai tài trợ để phát triển anh tài trợ và đi world cup hai lần đấy các bạn thấy toàn là những huấn luyện viên phải nói là rất giỏi để được về dẫn dắt đội tuyển việt nam hay là anh trần quốc tuấn nếu mà các bạn mà chỉ cần đi ra nước ngoài đặc biệt là các bạn đi tổ đi làm những cái giải đấu nước ngoài các bạn mới thấy là cái vai trò của anh trần quốc tuấn hình ảnh và tầm ảnh hưởng của anh mới lớn các bạn đi đến đâu các bạn chỉ cần nói là các bạn là người việt nam là người ta nói luôn a đó là đất nước của Dr. tuấn tức là đấy người ta bảo thế và thực sự luôn là anh Trần Quốc Tuấn có một cái mối quan hệ cực kỳ tốt Và nếu như không có những mối quan hệ cực kỳ tốt như vậy Thì làm sao các đội tuyển quốc gia của chúng ta từ nam đến nữ, từ đội tuyển quốc gia đến các đội tuyển trẻ Lại có thể tham gia được những cái chuyến tập huấn miễn phí ở trên những cái đất nước rất lớn Với một cái điều kiện phải nói là hoàn hảo Thì đấy các bạn thấy là đi Nhật, đi Đức, rất nhiều nơi đấy, chúng ta có rất nhiều những cái điều kiện thuận lợi anh Trần Quốc Tuấn các bạn thấy là kể từ xưa đến giờ có ông nào quan chức bóng đá Việt Nam mà lọt vào sâu ở trong cái bộ máy điều hành của bóng đá khu vực và châu lục chưa Đấy, mình nói là ở đây ấy, chúng ta cần cái kinh nghiệm Bởi vì trong bóng đá các bạn biết rồi Người ta bảo là cái nghề nguy hiểm nhất là nghề bóng đá Vì nghề làm huấn luyện viên bóng đá Trận đấu nào nó có thể là trận đấu cuối cùng Cho nên là cái này rất là khó Julian Klinsmann các bạn thấy đá 12 trận đã thắng cả 12, cuối cùng chỉ thua đúng trận thôi là đi ngay đã thấy bóng đá bây giờ nó nghiệt ngã lắm chưa là chúng ta cần ổn định Chứ bây giờ đội tuyển quốc gia đã bất ổn rồi Xong rồi chúng ta lại là bất ổn luôn cả Ở cái đội ngũ gọi là quản lý bóng đá Thì là nó sẽ rất nguy hiểm Chứ là mình nghĩ là chúng ta kêu gọi từ chức Thì chúng ta cũng phải suy nghĩ Xem là thực sự cái sự thay đổi đấy nó có cần thiết hay không Và liệu nó có ảnh hưởng đến hệ thống hay không Cá nhân mình, quan điểm của mình Ở đây mình nói luôn là chả biết sợ ai đúng không? Anh Trần Quốc Tuấn hay anh Trần Anh Tú đối với mình cũng chỉ là một người làm bóng đá bình thường. Đó. Nhưng cái quan trọng ở đây họ có điều kiện để họ làm những điều phi thường trong cái điều kiện của bóng đá Việt Nam. Và mình nói luôn là chúng ta nên giữ những con người như vậy. Đó, đấy là quan điểm của cá nhân mình. Tiếp tục, bạn uh, bầu trời riêng anh, Việt Nam nên thay đổi hết bộ máy VFF thì bóng đá Việt Nam mới phát triển mạnh được. Bạn cho mình một vài cái tên mà một vài cái tên đấy các bạn có thể thấy là về à, kinh nghiệm bóng đá rồi kiến thức bóng đá rồi những mối quan hệ trong thế giới bóng đá này nếu mà hơn được các bạn cứ mạnh dạn tiến cử nếu mình cảm thấy ok mình hứa với các bạn luôn là chúng ta sẽ cùng nhau hỗ trợ cho những người đấy để đóng góp cho bóng đá Việt Nam bạn à, Hồ Minh nói là tại sao trước đây huấn viên Chu C được chọn làm huấn luyện viên trưởng của Việt Nam có lợi ích nhóm trong PVF hay không anh? Ý bạn nói là VFF hay là VPF Cái này là mình đang không hiểu sai ý bạn đây này Cái này nếu mà PVF thì họ không có liên quan gì đến vụ việc này nhá Bởi vì ông ấy cũng đã nghỉ PVF rồi Đấy còn nếu mà đây là của bạn là nói là VFF Có quyền lợi nhóm gì hay không thì mình trả lời luôn các bạn là không Liên đoàn bóng đá Việt Nam có rất nhiều những cái chức năng Có nhiều rất nhiều những cái nhiệm vụ Đấy và cái mảng công việc mà họ phải chịu trách nhiệm trong đấy thì cái mảng công việc lớn nhất là quản lý và phát triển đội tuyển quốc gia và trong cái việc phát triển đội tuyển quốc gia thì việc lựa chọn huấn luyện viên là quan trọng nhất chả có một cái liên đoàn bóng đá quốc gia nào mà đi ăn chặn tiền hoặc là quyền lợi nhóm gì với huấn luyện viên trưởng cả và mình nói luôn là nếu như mà liên đoàn mà có cái dấu hiệu đấy thì báo chí nó đã oánh cho, cho tan xác rồi chứ không bao giờ người ta để yên đâu các bạn ạ thế là các bạn đừng đặt ra quyền lợi nhóm bởi vì là các bạn đặt ra là nó bị chạch vấn đề nó đưa vấn đề đi một cái hướng khác và nó làm cho cái bức tranh chung nó trở nên phức tạp hơn Ở đây nó chỉ là sai lầm trong cái cách lựa chọn người của chúng ta thôi Nhưng cái sai lầm này là cái sai lầm hoàn toàn có thể tha thứ được Bởi vì các bạn biết là nó có hai lý do Lý do đầu tiên là bóng đá nó đã vốn không có cái gì chắc chắn cả Bây giờ các bạn cứ thử mà xem Các bạn đi cầm một đội bóng chứ chưa cần phải quản lý một đội bóng Nó rất là khó Với ông huấn luyện viên Chiến thắng là do quân giỏi Đấy, còn thất bại là do tướng rốt Đúng không ạ? Và các bạn biết là người ta nói rồi là để để thành công thì nó có hàng nghìn lý do, nhưng mà để thất bại chỉ cần một thôi. Cho nên là nó rất là khó khăn. Đó, và các bạn biết là khi mà huấn luyện viên trưởng thất bại thì người chịu nhiệm cao nhất chính là Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Cho nên là cái này mình cũng phải nói luôn là trong một cái thế giới nó vốn không có gì chắc chắn và đặc biệt nó rất mong manh của bóng đá thì điều này là điều hoàn toàn bình thường. Liên đoàn bóng đá Việt Nam chọn ông Chu có sai không? Mình cho rằng là không sai. Là bởi vì sao? Bởi vì ông Philip Chu là hội tụ rất nhiều những cái tiêu chí mà chúng ta cảm thấy nó an toàn. Đấy, một người đã từng làm việc ở Việt Nam này, đã từng huấn luyện cầu thủ Việt Nam này, rất là hiểu tính cách của cầu thủ Việt Nam này. Đúng không ạ? Là một người đã có gen World Cup này, rất nhiều đội bóng đi World Cup này, là người mà đã từng vô địch châu Á và đã là huấn luyện viên xuất sắc nhất châu Á này. Tức là gì? Ông vừa hiểu Việt Nam, ông lại vừa có kinh nghiệm ở châu Á, ông lại vừa có kinh nghiệm ở World Cup. Rồi lại còn deal được với ông cái mức giá lương rất là thấp Mình nói luôn là lúc ban đầu nhá Là lương của ông đấy khoảng tầm 200 nghìn 200 nghìn đô la Nó phải rơi vào khoảng tầm trên 4 tỷ Một tháng Nhưng cuối cùng chúng ta deal xuống Là tổng cái số tiền mà chúng ta phải chi Nó chỉ rơi vào khoảng 2 tỷ ba thôi Bao gồm cả thuế Thì mình thấy đấy là một cái rất là Rất là giỏi rồi Nhưng mà các bạn biết là Như mình nói ngay từ đầu là bóng đá Nó không có gì chắc chắn cả cho nên là đôi khi cái rủi ro nó lại nằm ở chính cái sự an toàn Người ta hay nói đùa ấy Là cái điểm tối nhất nó luôn luôn ở dưới chân đèn là vì thế Đấy và đấy chính là vấn đề Bây giờ tiêu chí đặt ra là để chúng ta lựa chọn một người mới như nào Vì nói thật cũng khó Liệu chúng ta có sử dụng những huấn luyện viên Gọi là có CV đẹp hay không Tức là có lịch sử công tác đẹp hay không Đấy là chúng ta gọi là hàng hiệu không nhưng ông hàng hiệu về thì nhiều khi ông cũng trịnh thượng lắm nhiều khi ông cũng mặt cũng cũng tớn lên cũng rất là khó hay là chúng ta sẽ lấy một người mà không có tên tuổi gì thậm chí đang gặp nhiều khó khăn ví dụ như là một người đã từng dự world cup như là như là ông Chuse là thua chắc chắn là thua rồi còn một người mà gọi là Mr. ngủ gật một người mà đã cũng đã thất bại thì chúng ta thấy là như huấn luyện viên park hang seo thì lại thành công trên mọi người nói là huấn luyện viên philip chu tại sao lại chọn trong khi ông ấy đã thất bại hòa thất nghiệp đến năm bảy tám năm thì các bạn trả lời làm sao về cái vụ của huấn viên Park Hang-seo được huấn viên Park Hang-seo cũng thất nghiệp mấy năm ấy chứ đúng không nhưng quan trọng là người ta hợp người ta hợp phù hợp với nhau trong từng giai đoạn bây giờ mà để huấn viên Park Hang-seo cũng là con người đấy sang làm bây giờ với nhiệm vụ là đi world cup thì mình nghĩ là chắc chắn là không làm được và nếu mà thật sự luôn là kể cả là cho thầy Park làm từ trận đấu đầu tiên ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 chúng ta vẫn không thể nào đi về đến World Cup được có thể là chúng ta sẽ đến được với 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 vòng loại thứ ba nhưng mà đến với vòng chung kết World Cup là không thể chuyên người ta nói là huấn luyện viên Park Hang-seo là người hay nhưng rất may và cái may nhất của huấn luyện viên Park Hang-seo lại chính là cái hay nhất của ông là ông dừng lại đúng lúc nên các bạn nhớ là trước đây mình đã nói với các bạn là chúng ta có thể vẫn thành công tức là chúng ta vẫn có thể thành công với những cái huấn luyện viên khác nhưng thật sự là mình cảm thấy rất nghi ngờ bởi vì cái lý do mà huấn luyện Park Hang-seo từ chối hay là chúng ta nói một cách nó đơn giản hơn là chúng ta không không phải là người thất bại khi không có huấn luyện Park Hang-seo. Đó, nhưng chúng ta sẽ khó có thể thành công được bởi cái lý do mà huấn luyện Park Hang-seo từ chối ra đồng đồng. Ý ở đây là gì? Là cái công tác tạo nguồn của chúng ta, cái chân đế của nền bóng đá của chúng ta nó đang không đủ chất lượng để thực hiện cho cái giấc mơ World Cup. Còn các cầu thủ của chúng ta ở một bộ phận nào đấy đã đến tới hạn, điểm tới hạn của tài năng, của sự nghiệp. Và đâu đó cũng có những người bắt đầu có những cái tư tưởng suy nghĩ là họ đã nó đã họ đã có một cái gì đó tức là gọi là gọi là tự mãn thì nó không đúng nhưng mà họ cũng đã có cảm thấy hài lòng rồi nó rất là khó các bạn ạ chứ là mình bảo ngay từ đầu kể cả là khi trong lúc mà mình gọi là ủng hộ ông chu xê nhất thì mình cũng nói là ông Chú Xe không thể thành công được Mình chỉ ủng hộ ông ấy là bởi vì ông ấy đang có một cái triết lý bóng đá Nó đi đúng về bóng đá hiện đại Tức là phải tấn công, phải kiểm soát bóng Đấy, cái đấy thì là chắc chắn là chúng ta phải đi rồi Con đường này là chúng ta phải đi Còn bây giờ khi mà chúng ta bắt đầu làm lại Chúng ta lại chơi phòng ngự phản công Bởi vì bây giờ những đội bóng này thì lớn hơn chúng ta rồi đấy, trước đây gặp Indonesia thì chúng ta có thể tấn công áp đặt được Nhưng bây giờ gặp họ là phải rén rồi Là phải chơi phòng ngự phản công Đấy là bước lùi đấy Đấy với mình là bước lùi Nhưng bước lùi đấy là bước lùi cần thiết Để chúng ta củng cố lại chân đế Nói tóm lại là Liên đoàn bóng đá Việt Nam Đã hành động đúng Khi họ xây dựng cái tiêu chí Và lựa chọn huấn luyện viên Philip Chusie Nhưng thật sự nó Những cái rủi ro đấy là những cái mà chúng ta không thể lường trước được Không ai mong muốn mình thất bại đâu các bạn ạ Liên đoàn thì càng không Đấy họ trả được vàng được bạc gì Nên cuối cùng là mình nói thẳng luôn là nếu mà nói về những cái chiếc ghế của các ông đấy là cũng đang bị lung lay một tí ít nhất là các bác ở trên là cũng cảm thấy là các anh chưa hoàn thành nhiệm vụ đúng không ạ đấy thì đơn giản như thế thôi chúng ta phải rất là công bằng mình nghĩ là dựa trên sự thấu hiểu lẫn nhau và dựa trên cả sự chia sẻ thì chúng ta mới có thể đưa ra được phương án tốt chứ còn cứ thấy ai làm sai phát đập đi thì cả cái nền bóng đá này của chúng ta nó như một cái đại công trình các bạn thấy không đấy ví dụ như là trước đây chúng ta cũng đã vì rất nhiều thành tích mà cũng đã chém rất nhiều tướng rồi nhưng trong một lần mà bóng đá Việt Nam kiên trì Đấy là trường hợp của huấn viên Henrique Calisto 11 trận chỉ có hòa với thua thôi Trước AFF Cup năm 2008 Cuối cùng Liên đoàn Đoàn Đen Thực ra là đã định chém rồi đấy chứ Đã định sa thải rồi đấy chứ Nhưng mà cuối cùng là Có những người đứng ra can gián Và cuối cùng chúng ta đã vui Đông Nam Á AFF Cup 2008 Lê Hoàng thành thật mà nói huấn luyện viên Chu C là một người bảo thủ Ông nếu ông hiểu được tâm lý của cầu thủ và biết cầu thị như thầy Park thì có lẽ đã không phải ra đi sớm như vậy. Phương pháp huấn luyện, ý tưởng và chơi bóng của ông thầy người Pháp đã đúng nhưng trình độ và nền tảng chuyên môn cầu thủ Việt Nam thì chưa đáp ứng được. Nếu làm lại, VFF phải định hướng lại cho công tác đào tạo trẻ của câu lạc bộ cải thiện và nâng cao chất lượng của giải viên quốc gia. Mình đồng cảm đến 90% cái nhận định này của bạn Lê Hoàng. À, cái việc mà bạn nói là định hướng lại công tác đào tạo trẻ thì cái này là có ở trong cái cái kế hoạch của liên đoàn rồi chúng ta không thể đổ lỗi 100% tất cả những cái gì mà nó thất bại của một đội tuyển quốc gia cho huấn luyện viên bởi vì nó còn có ở đó rất nhiều yếu tố lỗi của cầu thủ hôm nay báo chí của châu âu người ta cũng nói là bóng đá việt nam phải xem lại bản thân mình đi đã cầu thủ việt nam phải xem lại bản thân mình đi đã đừng có đổ hết cho ông chu xê cái thứ hai nữa là mình thì nhìn nhận thật sự công tác đào tạo trẻ việt nam là rất đang báo động chất lượng đào tạo của chúng ta rất đang báo động mình rất là xin lỗi những người đang làm công tác đào tạo trẻ nhưng mà thật sự luôn là cái điều kiện cơ sở vật chất cơ sở hạ tầng rồi sân bãi phòng gym những phòng chức năng y tế giáo dục rồi dinh dưỡng rồi thậm chí cả giáo án chất lượng thầy đó. mình nói thật là những người làm công tác đào tạo trẻ đừng buồn nhưng mà mình đang thấy là nếu các bạn chỉ cần sang thái thôi là các bạn đã thấy nó khác biệt hoàn toàn rồi đừng phải nói là đi châu âu đúng không đấy cái đấy là cái rất là rõ ràng thì thôi cái phần đấy bạn nói thì nó là tất lẽ dị ngẫu rồi Ai cũng nhìn ra Còn bạn nói về cái chuyện là Có một sự khác biệt rất là lớn Giữa ông Chu và huấn luyện Park Hang Seo Huấn luyện Park Hang Seo quyết đoán và thành công Thì chúng ta gọi đấy là gì Đấy là người mà thật sự là cấp tiến Kiên trì Còn ông Chu Ông ấy cũng là người mà rất là quyết đoán Ông cũng rất là tự tin nhưng ông thất bại Cuối cùng ông bị gọi là bảo thủ Chứ mình nói là cái sự cái cái sự gọi là bảo thủ Đấy, hay không bảo thủ thì nó cái sự quyết đoán hay sự bảo thủ đôi khi nó chỉ là một cái làn danh rất là mong manh mà thành tích chính là điều quyết định nhưng chúng ta có thể thấy rất nhiều điểm khác biệt giữa huấn viên Park Hang Seo và huấn viên Philip Chuse giữa một người thành công và một người thất bại cái thành công đầu tiên mình phải nói luôn đấy là huấn viên Park Hang Seo đã nắm bắt được tâm lý của các cầu thủ Việt Nam và thuận theo cái cái tâm lý đó và sửa từ từ dần dần từng chút từng tí một còn ông Chusier là không, cứ phải theo ý của ông ấy là ông ấy bẻ một phát. Nhiều anh em cầu thủ là không kịp thích nghi và họ bị sốc về tâm lý. Mình đã từng hứa với các bạn là sẽ có buổi kể về câu chuyện này, nhưng thực sự vào thời điểm này nó chưa phải là đúng lúc. Mình xin nợ các bạn sau, rất xin lỗi các bạn. Có lẽ là về sau mình cũng phải bớt hứa hẹn đi. Bởi vì những lúc đấy nhiều khi máu lửa quá thì mình cũng đưa ra những lời hứa hẹn. Và sau khi mình suy nghĩ thì như thế nó không có lợi cho cầu thủ. Mình nói luôn là rất nhiều những cầu thủ Rất nhiều những cầu thủ giỏi trụ cột của đội tuyển Việt Nam Đều có va chạm với ông Chu Xie Mình không cần biết là ông Chu Xie ông ấy có tâm địa gì hay không Nhưng rõ ràng là cầu thủ cảm thấy không ổn Và cái sự không ổn của cầu thủ đấy Nó khiến cho nội bộ của đội nó bị xáo trộn Rồi ông ấy rất là thiếu tế nhị về cái việc là Ông ấy để cho những cầu thủ trẻ là thị phạm cho những anh lớn thì đồng ý các cầu thủ trẻ đã từng tập U19 thì sẽ hiểu cái cái bài tập đấy hơn thì chia sẻ với những người anh lớn nhưng mình nói đấy là nó làm cho những anh lớn tự nhiên là bị kiểu bị tổn thương đấy các bạn đúng không đấy bây giờ toàn các anh lớn lại xem mấy ông em nhỏ tự nhiên lại 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 thị phạm cho mình chứ là mình nghĩ là cái đấy là cái rất là thiếu tế nhị rất là thiếu tế nhị chưa kể là ông ấy còn ông còn chia sẻ những câu chuyện riêng tư nữa câu chuyện về mẹ câu chuyện về vợ câu chuyện về rất nhiều thứ rồi có những cầu thủ thì thực hiện một cái tình huống trên sân nó bị hỏng, ông cũng dừng lại, ông cũng mắng. Đấy, đấy là những cầu thủ rất là lớn và họ bị mắng trước bao nhiêu những con mắt đàn em, thật sự là nó không tiện. Mình cho rằng cái đấy là cái rất là thiếu tế nhị của ông Chu Chưa kể đến cái việc là ông ấy, mình nói với các bạn là cái sai lầm của ông ấy là gì? Thầy Park là lính ngắn để nuôi dài. Các bạn thấy không? M150 cấp rồi các giải đấu là ông đã cố gắng để có cái thường châu. Sau khi có thường châu là ông có vốn rồi thì lúc đấy thua một vài trận cũng ok. Ông Chu Xie là bán luôn cả cái cái hiện tại đi Và chỉ đầu tư cho tương lai thôi à, Bán ở đây là mình ý theo ý nghĩa là không quan tâm Đấy nha các bạn thấy là chỉ đào tạo được ra Đúng là đình bắc được một chút Được một trận, được hai trận thôi Chứ còn lại thì các trận đấu khác chơi cũng rất là tệ Sự bảo thủ của ông ấy nó còn thể hiện ở chỗ Là ông ấy sử dụng nhiều cầu thủ lặp đi lặp lại Mặc dù là không có được cái thành công Ai cũng nhìn thấy Người thì thấp, người thì yếu Va chạm, kém thu hồi kém nhưng mà ông vẫn dùng cuối cùng là ông thất bại nếu như qua được cái giai đoạn này mà để cái lứa này khoảng tầm ba bốn năm nữa thì mình nghĩ là sẽ rất hay bởi vì sao bởi vì họ đã trải qua những cái giai đoạn khó khăn đã trải qua những thất bại thì họ sẽ lớn lên nhưng mà mình đã từng nói với các bạn là ông chu xe ông sẽ phải trả giá cho việc đó nếu ông ấy vượt qua được thì tốt còn không thì thôi còn thấy bác thì các bạn thấy không đúng cái thế hệ vàng đúng cái thế hệ mà mà ông ấy rất là hay ông ấy hỏi ông Jun Gede lúc đấy là giám đốc kỹ thuật ông hỏi có viên Hoàng Anh Tuấn lúc đấy là vừa về ở U20 World Cup. Đấy thì bắt đầu thành lập ra một cái đội tuyển và tạo cái đội tuyển để thành bộ khung cho cả 5 năm thành công. Cái đấy là khác biệt. Về tình cảm thì ông xe va chạm hết người này người kia chúng ta nhìn thấy rồi. Đố các bạn nhìn thấy một cái hình ảnh nào đấy nó thực sự xúc động. Nó thực sự tình cảm giữa huấn luyện viên Philip Chuse với cầu thủ. Còn thầy Park ở đâu chúng ta cũng thấy, mình đã kể với các bạn rồi. Thầy Park mang đồ sang cho các cầu thủ, mang xâm hàn quốc sang các cầu thủ mang thêm thực phẩm sang cho các cầu thủ rồi còn chăm sóc mang cả cái thuốc bổ xa về cho bố mẹ ông bà các cầu thủ rồi mua quà cho vợ con các cầu thủ mình đã kể các bạn thấy rồi điều này là ông chu xê thì không có các bạn thấy không hay là mới nhất mình kể với các bạn đấy quang hải mời thầy bác về quê để ăn cưới giống như kiểu một người họ hàng giống như một người cha nuôi còn ông chu xê mình không biết có được mời không và có được mời mình cũng không biết ông cứ đến hay không mà nếu bạn đến thì chắc là ngày mùng 6 tháng 4 này mới đến Đến cũng với tư cách là khách thôi Chứ có phải về người nhà đâu Các bạn thấy không Tức là về sau chúng ta có thể đưa ra được cái nhận định là huấn luyện viên Philip Chuse là thua huấn luyện viên Park Hang Seo toàn tập Từ trên sân đến trên khán đài Đúng không ạ Từ cái suy nghĩ của các quan chức cho đến quan đến suy nghĩ của cầu thủ Và quan trọng là gì Thua ở trong trái tim của cầu thủ và gia đình cầu thủ Như vậy là thua hoàn toàn rồi Đúng không Cho nên mình, mình nói là ông ấy có thể giỏi nhưng ông không phù hợp với bóng đá Việt Nam Ông ấy có thể giỏi, ông có thể áp dụng được cho những nơi khác Nhưng có thể vào thời đại này là khó Ông ấy có thể vào cái thời điểm đó Ông có thể ở Nhật Bản, ông cũng vất thành công vô địch châu Á được Nhưng đến Việt Nam thì không có Bởi vì Việt Nam không có nhiều nhân tài để thay thế Đúng không ạ? Nếu các bạn nghiên cứu sâu thì các bạn sẽ thấy Ngày xưa ở Marseille, ông cũng va chạm không biết với bao nhiêu ngôi sao Và Prisente Lizarazu là hậu vệ biên trái của đội tuyển Pháp Đã từng vô địch thế giới Đã từng viết trong tự truyện là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi bị thôi thúc bởi một ý tưởng là sẽ đánh huấn luyện viên chính là ông Chu Xe. Còn ở Mỹ Đình chúng ta thấy ngày 26 tháng 3 vừa rồi là cả một đám đông đồng thanh hô một cái tiếng lòng chung của của người hâm mộ bóng đá Việt Nam là Chu Xe out tức là Chu Xe cút đi. Thì cái câu này cách đây mấy chục năm nó cũng đã diễn diễn ra ở trên sân Velodrome ở Marseille rồi các bạn nhé. Đó thì các bạn muốn so sánh thì mình sẽ so sánh với các bạn ngay nó rất là đơn giản thôi. Mình hy vọng là câu chuyện vừa rồi là hay nếu các bạn thấy hay thì các bạn nhớ à, hãy để lại một tim cho vlog minh hải và các bạn cũng đừng quên là hãy đăng ký kênh youtube của vlog minh hải để nhận mọi thông tin mới nhất nó tới đây nó sẽ là danh sách của những các ứng cử viên rồi liên đoàn đá việt nam sẽ à, làm việc với ai ai là người tự ứng cử và chúng ta sẽ có thể chốt được với huấn luyện viên nào thì khi có thông tin phát mình báo cho các bạn ngay các bạn ấn vào đăng ký thì các bạn nhớ ấn vào chuông và chọn thông báo để mỗi khi thông tin mới thì mình thông báo trong lúc này khi các bạn đang xem chương trình này thì mình cũng đang livestream trên top top với rất nhiều những mặt hàng chính hãng, giày, quần áo, rất nhiều thứ, đồ đội tuyển quốc gia với cái mức giá thấp nhất mà các bạn chỉ có thể tìm thấy ở trên livestream của Vlog Minh Hải thôi. Và cái đường link của kênh top top của mình thì mình để ở phần comment cũng như là ở phần mô tả. Các bạn ấn vào đấy để cùng với mình đi săn deal nhá. Các bạn nhớ là chúng ta sẽ còn rất là nhiều những cái chương trình nữa. Còn bây giờ thì uh, mình xin được chia sẻ với các bạn về Cao Ba Long sản phẩm hỗ trợ điều trị yếu sinh lý ở nam giới. Các bạn nam bị yếu sinh lý qua thời kỳ đỉnh cao hoặc bị giảm chức năng đàn ông vì bất cứ lý do gì, do tuổi tác, do áp lực, do cơ địa hoặc là do uh, chúng ta sinh hoạt ăn uống làm việc nó vất vả thì nó sẽ giúp cho chúng ta kéo dài tuổi thanh xuân, nó giúp chúng ta kéo dài thời gian của người đàn ông. Và khi bây giờ chúng ta sử dụng Cao Ba Long thì về sau về già chúng ta giảm được nguy cơ bị đau lưng, đau xương, đau cơ, đau khớp giảm được nguy cơ bị thoái hóa xương, loãng xương thiếu canxi, giảm được nguy cơ bị gãy chân, gãy tay, gãy xương. Rồi các cháu nhỏ, à cái này nó còn rất là tốt cho người già. Người già mà bị đau lưng, đau xương, đau cơ, đau khớp là xử lý cái này là chuẩn luôn. Nó còn làm chắc xương hơn giảm nguy cơ bị gãy chân, gãy tay ở người già. Người già mà bị gãy chân, gãy tay, gãy xương thì khổ lắm bởi vì nó rất là khó liền. Các cháu nhỏ bị còi xương suy dinh dưỡng chậm lớn biếng ăn hay không nhè, đây chính là chân ái luôn. Bởi vì nó sẽ giúp các con phát triển bộ khung và về sau là cải thiện cả thể lực lẫn thể hình. Tức là giúp các con vừa to cao vừa khỏe mạnh. Đấy, và các chị em phụ nữ lưu ý cho mình nó sẽ giúp các chị em điều hòa lại nội tiết tố cho chuẩn xác và điều đặn như một chiếc đồng hồ như thời của con gái Đấy, các bạn thấy tuyệt vời không và nó còn kích hoạt thêm một cái cơ chế nữa với các chị em mới sinh con trong quá trình thai kỳ bao nhiêu dưỡng chất cơ bản chúng ta truyền hết sang cho con đẻ con ra xong là chúng ta bị thiếu chất thiếu chất là yếu rồi thứ hai nữa là 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau bao nhiêu cái mệt mỏi nó hội tụ vào khi sinh con ra rồi cơ thể nó bị rượu giá và rất yếu ớt Lúc này Cao Ba Long nó sẽ hỗ trợ các chị em là bổ sung những cái dưỡng chất cơ bản giúp các chị em chắc chắn khỏe khoắn hơn. Và thứ hai nữa là nó sẽ giúp các chị em hồi phục sau sinh. Khỏe khoắn, chắc chắn và vững vàng. Đấy các bạn thấy không? Nó còn kích hoạt cái cơ chế là giúp cho các chị em chiến đấu để làm sao đấy mang lại cho cơ thể của chúng ta một sự săn chắc, điều hòa lại nội tiết tố cho nó chuẩn xác như thời còn con gái. Ok chưa Số điện thoại mình để ở trên logo 024-7777-8877 và website là đông shop.vn. Đây là đông trùng hạ thảo, nó giúp cho các bạn kéo dài tuổi thọ vì nó bổ sung thêm dưỡng chất, dưỡng chất để bổ không béo rất tốt cho sức khỏe. Thứ hai, tăng cường số lượng tế bào tốt giúp cơ bắp luôn luôn săn chắc, cơ thể luôn luôn tráng kiện. Bởi vì mỗi một cái cử động, mỗi một cái hoạt động của chúng ta nó đều bị bào mòn về cơ bắp. Nếu chúng ta không bổ sung về cơ bắp nó bị tong teo rất đến da rẻ bị nhăn nheo, cơ thể rất yếu ớt chúng ta chả dại gì mà đi chọn một cái giải pháp vừa yếu mà vừa xấu đúng không ạ bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ sử dụng thêm ví dụ như là nó sẽ kích hoạt cơ chế tự hàn gắn nội thương ở đâu có sự đứt gậy về mặt tế bào nó nối lại ở đâu các bạn có khối u nó lấp đầy khoảng trống mà khối u để lại hay là các bạn ở đâu đó có những vết sứt vết sẹo hoặc là cái ca phẫu thuật thì nó sẽ bịt kín những cái lỗ giò trên cơ thể cơ thể rất là khỏe là vì thế thứ ba là nó tăng cường hệ miễn dịch cơ thể của chúng ta được bảo vệ bởi vòng tròn miễn dịch và đó chính là hệ thống phòng ngự nhưng cùng với thời gian thì cái kháng thể sinh ra nó ít đi nó khiến cho cái hệ miễn dịch của chúng ta bị yếu hệ thống phòng ngự của chúng ta bị suy sụp bệnh tật nó tấn công nếu hệ miễn dịch của chúng ta hệ thống phòng ngự chúng ta mạnh chúng ta đẩy lùi bệnh tật nhưng nếu như bệnh tật mạnh hơn nó sẽ xé rách hệ thống phòng ngự của chúng ta đây là lúc cơ thể là yếu hớt nhất và lúc này là đông trùng hạ thảo sẽ phát huy tối đa ví dụ cơ thể sinh ra được một triệu kháng thể đông trùng hạ thảo chi viện thêm một triệu nữa là hai tức là hệ thống phòng ngự tăng lên gấp đôi nó giống như khung thành đang được bảo vệ bởi 11 người thì bây giờ được bảo vệ bởi 22 người. Tránh cái việc là hệ thống phòng ngự chúng ta bị xé nát và bệnh tật nó tấn công chúng ta như đi vào chỗ không người như dứt điểm vào khung thành bỏ trống. Đấy là lý do vì sao các chuyên gia, các bác sĩ luôn luôn khuyên chúng ta nên dùng dùng cho những người bị bệnh khó chữa, gần dùng cho những người cần chế độ chăm sóc đặc biệt về sức khỏe, gần dành cho những người mà đang bị ốm mới ốm dậy, nói chung là những người cần chế độ chăm sóc về sức khỏe. Một sản phẩm giúp các bạn sống lâu, một sản phẩm giúp các bạn sống khỏe, sống hạnh phúc. Cái này chúng ta chăm sóc cho bản thân, cho gia đình và làm quà tặng quà biếu thì tuyệt vời. Số điện thoại mình để trên logo 024-7777-8877. Website là, là shop vn Mức giá này là cái mức giá độc quyền chỉ dành cho Vlog Minh Hải thôi. Đấy, và mức giá này là mức giá thấp nhất trên thị trường bây giờ. Các bạn nhớ hộ mình là khi các bạn mà mua thì các bạn cứ yên tâm. Một mặt hàng không chính hãng chúng mình đền các bạn 1 tỷ. Các bạn yên tâm nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ chúng ta tiếp tục sau cái phần uh, so sánh giữa ông Chu C và huấn viên Park Hang-seo. Chúng ta tiếp tục. Nguyễn Thế Thinh có đó là có đuổi đồng chí nào của liên đoàn không? rồi đấy, mình đã trả lời phần trước rồi nhá. Linh NV bóng đá nước họ thì đi lên nước mình thì dậm chân tại chỗ. Nhìn nước họ mà thèm đúng là lỗi một phần ở huấn luyện trưởng. Khi không dùng đúng con người nhưng mọi người phải công tâm khi nhìn nước bạn nhập tịch các kiểu giao hữu, các kiểu mong mong anh hỏi cho ý kiến về nền bóng đá nước nhà à, mình bảo lưu quan điểm của là, là bóng đá việt nam đang trải qua những ngày tháng rất khó khăn rất khó khăn và rất thách thức bây giờ sau khi giống như kiểu ông chu xê là một bàn thua của chúng ta bây giờ chúng ta thua một bàn rồi làm thế nào đấy để chúng ta lật ngược thế cờ bằng một huấn luyện viên mới và mình nghĩ là huấn luyện viên mới này thì khả năng rủi ro nó cũng không thấp hơn so với ông chu C đâu cho nên thật sự là rất khó còn đúng là các đội của đối thủ trong khu vực bây giờ thì họ cũng đang thay đổi thật Và khi họ thay đổi rồi thì chắc chắn là chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn hơn Cái chuyện này là chuyện đương nhiên Khi chúng ta yếu đi thì thì điều này có nghĩa là chúng ta sẽ gặp nhiều đối thủ mạnh hơn Và mình nghĩ là Indonesia đã chính thức vượt qua Việt Nam rồi Bạn Trương Sĩ Bình có hỏi là Hải đề cử anh kia sắc đi Nếu như mình có quyền mình không đề cử anh sắc Vì mình biết là đề cử anh sắc, anh sắc cũng từ chối thôi Nguyễn Hương Hải ơi mình nghĩ là ông Bát là ông Park là hợp lý nhất vì ông ấy có hiểu lối chơi và con người cũng như cầu thủ Việt Nam. Đấy, nếu VFF mà thương lượng với ông ấy là đẹp nhất. VFF có mời thầy Park thì thầy Park cũng chưa chắc đã đồng ý và mình nghĩ là cái nguy cơ rất là cao là thầy Park sẽ không đồng ý. Các bạn biết vì sao không ạ? Bởi vì là bóng đá Việt Nam bây giờ thì chúng ta sẽ không xi nhan đâm thẳng về AFF Cup và SEA Games rồi. Còn huấn luyện viên Park Hang-seo thì bây giờ thầy đang có một cái giấc mơ đó là giấc mơ World Cup. Thầy muốn dẫn dắt một đội tuyển nào đấy đến với vòng chung kết World Cup. Thì thôi, nếu mà chúng ta yêu thầy Park hay để thầy Park thực hiện cái ước mơ lớn nhất của cuộc đời mình. Bạn Phạm Văn Hóa, bóng đá Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng nếu muốn vươn tầm vào World Cup thì chỉ có dựa vào nguồn nhập tịch những cầu thủ Việt Kiều. Nhìn tổng quan thì các cầu thủ Đông Nam Á thấp bé, nhẹ cân như vậy là muôn thủ không vào được World Cup mình uh, thích cái uh, câu này của bạn uh, phạm văn hóa nó rất là chuẩn luôn uh, có một cái câu chuyện xảy ra như thế này uh, khi mà mình nói chuyện với các, một số các quan chức về bóng đá thì mình có đặt ra một vấn đề là tại sao chanathip sông brazil không dám đi châu âu bởi vì lúc đấy là chanathip đều được mọi người đánh giá là cầu thủ số một đông nam á tại sao thiroton Mumanthan không dám ra châu âu thì câu chuyện nằm ở chỗ là chúng ta không đủ cái sự tự tin và chúng ta biết được rằng trình độ của chúng ta không thể ra châu Âu thi đấu được Đó Và chỉ thi đấu ở Nhật thôi Và các bạn thấy là Nhật Thái Lan thì cũng chỉ có 2-3 cầu thủ thi đấu ở Nhật Thì mình nói luôn là không đủ Đó. Không bao giờ là đủ cả Cho nên là Liên đoàn bóng đá Việt Nam Có đặt mục tiêu là đi World Cup Hay là Liên đoàn bóng đá Thái Lan Có đặt mục tiêu đi World Cup Thì mình cũng xin thưa với các bạn là đặt là đặt như thế thôi Chứ còn trong ngắn hạn là chúng ta không thực hiện được đâu Bởi vì cái chất lượng cầu thủ của chúng ta Bây giờ còn không dám không dám ra châu Âu thi đấu là không dám thi đấu ngang ngửa ở những giải vô của châu Âu mà đấy là cầu thủ xuất sắc nhất của chúng ta rồi đấy ví dụ như là Nguyễn Quang Hải là cầu thủ xuất sắc hàng đầu của Việt Nam rồi cái này không phải bàn nữa nhưng sang Pau FC là đội hạng nhì của Pháp nhá, vẫn dự bị phẹo luôn vậy thì chúng ta phải hiểu là cái chất lượng cầu thủ của chúng ta so với thế giới là rất thấp rồi liệu chúng ta sang Nhật như Công Phượng sang Nhật Công Phượng sang Hàn đấy, Lương Xuân Trường sang Hàn, Lương Xuân Trường sang Thái còn không đá được văn toàn sang hàn đội hạng nhất cũng dự bị đá rất là ít thì mình nói luôn là cái chất lượng của chúng ta là quá kém so với mặt bằng chung của đông nam á mà đấy là những cầu thủ xuất sắc hàng đầu việt nam rồi nhé các bạn thấy là rất là khó cho nên là mình mới nhớ đến cái câu nói của ông dùn ghê là bóng đá việt nam mà muốn đi world cup ấy, thì phải có hai thậm chí là chúng ta phải làm song song hai việc một là xây dựng những cái học viện bóng đá có đẳng cấp châu âu ở việt nam và thứ hai là đưa những cầu thủ trẻ của Việt Nam từ khi 13 14 tuổi sang châu Âu để đào tạo chứ không phải 26 hay 27 tuổi mới mới đi châu Âu. Và thứ hai nữa là cái kế hoạch này ấy, là phải đưa những cầu thủ giỏi của châu Âu về thi đấu ở Việt Nam và đưa những cầu thủ giỏi của Việt Nam sang châu Âu thi đấu. Nhưng mà cả hai yếu tố đấy thì chúng ta đều không làm được. Cho nên là chúng ta phải chịu thôi. Mình nói là với những người đi làm bóng đá lâu và có kinh nghiệm và nhìn thẳng vào vấn đề bóng đá Việt Nam mình thấy chưa có bất cứ một nền tảng nào để có thể xây dựng lên cái giấc mơ World Cup. Chưa là các bạn thấy kể cả là khi cơ hợp đồng ký với ông Chu Xe mình bảo ok ông Chu Xe định hướng đúng đấy nhưng không thể thành công được. Chúng ta không thể thành công được dưới triều đại của ông Chu Xe. Và bây giờ các bạn thấy là gậy ngay ở nhịp đầu. Khó lắm chứ không phải đùa. Đừng nghĩ là chúng ta cứ hơi một tí chúng ta lại nhắc ra cái việc là thường châu, nhắc ra ASEAN nhưng mà nói thật luôn các bạn để ý mà xem. Ở vòng loại thứ ba World Cup Chúng ta đá, thắng được một trận Hòa được một trận Chả giải quyết được vấn đề gì Chả có ai đi World Cup được với một trận thắng Và một trận hòa sau 10 trận đá Cho nên mình nói là kể cả thầy Park Và thế hệ cầu thủ tốt nhất của chúng ta World Cup nó vẫn còn rất xa vời Chưa kể là cái lứa này đã bắt đầu chuẩn bị Đi xuống rồi Thì mình nghĩ là sẽ rất là khó các bạn thấy mình nói thì có chuẩn không? Nếu các bạn thấy nói chuẩn thì các bạn đừng quên like cho mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều có rất nhiều câu hỏi mình sẽ làm hai chương trình tách ra riêng nhé các bạn nhé anh nguyễn quốc phong anh có đặt câu hỏi anh phong nói đùa anh phong này chính là giám đốc điều hành của câu lạc bộ thép xanh nam định và mình có hỏi là em muốn hỏi anh khi nào em phỏng vấn tuấn anh được ạ à? các bạn thấy không bạn kiên nhung gạo ngon có nói là anh hải cho em hỏi vai trò của ông giám đốc kỹ thuật ở liên đoàn đá việt nam trong giai đoạn này mình có thể trả lời bạn một câu ngắn gọn là vai trò của ông ấy chỉ là đào tạo huấn luyện viên thôi chứ ông ấy không có vai trò gì của một uh, của một giám đốc kỹ thuật cả chúng ta gọi là giảng viên của liên đoàn nói Việt Nam thì có vẻ phù hợp hơn ông ấy không có chức năng của một giám đốc kỹ thuật bạn Lê Trọng Thành có nói là tác hại của sự lựa chọn sai sai ngay từ phút ban đầu nếu đây là câu hỏi thì mình sẽ trả lời sẽ rất hay có rất nhiều cái tác hại khi mà chúng ta thất bại dưới cái thời của ông Chu Xe đầu tiên là chúng ta bị nếu chúng ta bị loại ngay ở vòng loại thứ hai của World Cup 2026 Điều đấy có nghĩa là đến Asian Cup 2027 chúng ta sẽ phải đá vòng loại Và chúng ta sẽ bị tụt xuống ở cái nhánh Bình thường ra là chúng ta đá ở nhánh 2 Thì bây giờ chúng ta sẽ phải đá ở nhánh 3 Tức là trên đầu chúng ta sẽ có hai ông giỏi hơn Ít nhất là trên bảng xếp hạng FIFA Ranking Cho nên là chúng ta sẽ khó khăn hơn Bởi vì nếu mà chúng ta đứng thứ nhất, thứ hai Thì ông đứng thứ nhất hơn chúng ta thôi Còn hai ông dưới là chúng ta hơn Thì cái cơ hội lọt vào vòng trong của chúng ta sẽ cao hơn Đấy và cái thất bại của ông Chu Xie Nó đánh một cái đòn cực mạnh Vào liên đoàn ở cái hầu bao Ít người để ý đến chuyện này Nhưng các bạn tưởng tượng xem là đội thi đấu kém Người hâm mộ tẩy chay Người ta người hâm mộ không đến sân Bán vé thì không bán được đấy Quảng cáo, bản quyền truyền hình các thứ thì thì chán Hôm vừa rồi mình có nói chuyện với một anh bên đài truyền hình Anh đài truyền hình nói là Ông Chu Xie này ông còn đè luôn cả nhà đài luôn Tức là cái rating của mọi người xem nó có thể nó sẽ bị thấp đi Đấy mà hôm vừa rồi không biết là các bạn có được xem cái uh, clip mà người ta xem xong người ta chán quá được đập tivi không? Đấy, đấy cũng là điều mà chúng ta cần chia sẻ với nhau. Ok. Cái này là cái câu hỏi của bạn rất là hay đấy, nhưng mà đấy, đấy là lý do vì sao mình để cái ảnh này lên. Đấy, ông chuyên môn lựa chọn thì đôi khi ông tài chính sẽ phải sẽ phải đi chỉ chịu trách nhiệm. Tiếp tục bạn Đinh Vũ có đặt ra một câu hỏi. Anh Hải có nghĩ nếu anh Zico không phải là người Đông Nam Á thì anh ấy sẽ là ứng cử viên số 1 cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng được không anh? Nếu anh Zico mà không phải là người Thái thì chưa chắc anh đã giỏi được như này. Thứ hai là sau thất bại của ông Chu C, anh có nghĩ là VFF nên nhìn nhận lại hội đồng huấn luyện viên quốc gia không ạ? Có nên thay thế một vài người ở vị trí này, thay đổi cách làm việc của hội đồng huấn luyện viên quốc gia không? Mình nghĩ là không. Thực ra là những người, à, bây giờ mình phải nói đến hội đồng huấn luyện viên quốc gia trước. Hội đồng huấn luyện viên quốc gia đứng đầu là chú Nguyễn Sĩ Hiển là chủ tịch. Chú Nguyễn Sĩ Hiển là một người kinh nghiệm đầy mình và trải qua rất nhiều những cái vị trí công tác và chú là người đức cao vọng trọng mình nói là ở đây đấy, chú có một cái chiều sâu các bạn có thể hôm nào đấy nếu mà các bạn có cơ hội các bạn gặp chú mà nghe chú nói chuyện ở ngoài đời các bạn mới thấy là rất cuốn hay lắm người thứ hai là quý ông đưa chúng ta đến với world cup là huấn luyện viên mai đức trung anh lê huỳnh đức anh phan thanh hùng và huấn luyện viên đoàn thị kim chi đây đều là những huấn luyện viên rất là giỏi đấy có cả huấn luyện viên nam huấn luyện viên nữ có cả à, huấn viên V-League có cả là những người đã từng làm đội tuyển quốc gia nói chung là rất nhiều. Mình nghĩ là Liên đoàn bóng đá Việt Nam ở bộ phận chuyên môn của Liên đoàn cũng như là hội đồng huấn luyện viên quốc gia đều là những người mà mình đánh giá là họ có những cái sở trường riêng của mình. Đấy là những cái mà chúng ta phải khẳng định với nhau và nó cũng không có cái gì mà phải ngại ngùng cả. Tiếp tục. Bạn Phạm Nhuận có nói là trách nhiệm của người đứng đầu người đáng từ chức là ông trần quốc tuấn chủ tịch liên đoàn nói việt nam văn hóa từ chức ở đâu rồi ông tuấn ơi mình đã từng trả lời các bạn ở trên bây giờ bạn tiến cử cho mình một người hay hơn anh tuấn thì mình sẽ ủng hộ ngay mình nói luôn là tại sao mà anh trần quốc tuấn khi mà bầu cử anh là ứng cử viên duy nhất bởi vì không ai dám ứng cử vào vị trí đấy cái vị trí đấy là nó quá thuyết phục rồi ok đấy là những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn Đó là câu hỏi của các bạn đây Bạn Quốc Thanh có nói là Anh Hải ơi quan điểm của anh sau khi ông Philip Tay gì đấy Tay trăm của Indonesia với anh Cái này thì mình không bao giờ mình nghĩ đến Chúng ta thua là do chúng ta kém Đừng nghĩ là ông Chu ông là gián điệp Mình nghĩ là như thế thì không chuẩn Trần Thanh Hóa chợ mình thấy một Trong một năm qua ông Châu nhận tiền lương của mình nhiều quá Mà không làm được gì cho bóng đá Việt Nam hết không biết những người có trách nhiệm có biện pháp nào để lấy lại niềm tin cho người hâm mộ hay không thôi tiền thì nó mất rồi tật đã mang rồi bây giờ chúng ta chữa tật thôi chữa tật thì bây giờ là thôi cứ bệnh ở đâu tật ở đâu thì chữa ở đấy giờ là chúng ta phải tìm một huấn luyện viên mới vực dậy cái nền bóng đá này là xong rồi nguyễn văn tuấn chào anh hải em thấy hiện tại có nhiều huấn luyện viên nội rất giỏi tại sao mình không lấy một huấn luyện viên nội để làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia khi lấy một huấn luyện viên nội tại sao mình không trao trọ đặc quyền giống như các huấn luyện viên ngoại chẳng hạn như lương quyền quyết định mọi việc ok cái này thì hay rồi nguyễn văn tuấn thân mến là không thể bởi vì là các huấn luyện viên ngoại ấy, là họ có cái văn hóa làm việc họ yêu cầu họ đòi hỏi công việc nó cao hơn và họ bảo vệ những cái quyền lợi của họ một cách nó quyết liệt hơn người việt nam chúng ta có nhiều thứ lắm khi mà khi mà người nước ngoài họ đến họ làm huấn luyện viên trưởng cho các đội việt nam hoặc làm chuyên gia họ coi mình là đối tác của liên đoàn còn với những huấn luyện viên nội họ lên thì họ tưởng họ là nhân viên của liên đoàn hai cái này nó khác nhau hoàn toàn tương tác nó khác nhau áp lực nó khác nhau đấy và bên cạnh đấy thì mình cũng phải nói thêm với các bạn là huấn luyện viên của việt nam mình nghĩ là chưa đủ cái kinh nghiệm chưa đủ cái tài năng để có thể đưa cái nền bóng đá của chúng ta tạo dòng bước đột phá bởi vì ở việt nam mình thấy phần lớn các huấn luyện viên vẫn chỉ làm việc theo kiểu kinh nghiệm chủ nghĩa cái này mình nói thì rất là xin lỗi các huấn luyện viên ở việt nam nhưng mà đấy là quan điểm thật sự của cá nhân mình Mình không che giấu điều đó Đó Tiếp tục Bạn Hồ Thạch Sự chơi chết của ông Chu Xê Có thấy gì đó sai sai ở liên đoàn Bạn Sang Đỗ Anh có giải pháp gì để tháo gỡ khó khăn Cũng như tìm lại vị thế của nói Việt Nam không Thanh Anh Đây là một câu hỏi khó Nhưng mà mình thì cũng có thể chia sẻ với các bạn Về cái quan điểm và góc nhìn của mình thôi À, các bạn mà có những quan điểm khác hoặc là những quan điểm à, tiến bộ hơn thì các bạn có thể chia sẻ với mình mình nghĩ là việc đầu tiên bây giờ là phải ổn định lại hệ thống à, bóng đá việt nam đội tuyển việt nam sau một thời kỳ tổn thương nó giống như người bị ốm ấy bây giờ chúng ta phải chữa trị làm sao cho nó khỏe lại đã khỏe lại ở đây là khỏe lại về tinh thần đoàn kết khỏe lại về sự tự tin khỏe lại về những cái kết cấu để tạo ra đội tuyển đó đấy là yếu tố đầu tiên quan trọng lắm cái yếu tố thứ hai mình cho là đây là yếu tố quan trọng là phải lấy lại được niềm tin của người hâm mộ Lấy lại được sự ủng hộ của dân chúng Và sự đồng hành của các nhà tài trợ Bởi vì thiếu sự quan tâm Thiếu sự ủng hộ của nhà tài trợ Thì cũng rất là khó Nhà tài trợ thì lại phải đi theo Đấy là cổ động viên Cho nên là đây là một cái Đây là một cái gọi là Chúng ta gọi là quan hệ nhân quả à, Thì cái này là cái chúng ta nhìn thấy rất là rõ Và thứ ba quan trọng lắm Đấy là cái hướng Cái định hướng phát triển cho đội chủ quốc gia Chúng ta phải đào tạo trẻ tốt Chúng ta phải xử lý làm sao đưa giải đua quốc gia của chúng ta có tính cạnh tranh cao hơn những yếu tố mang tính hỗ trợ thi đấu ví dụ sân vận động ví dụ như là va tất cả những yếu tố đấy chúng ta phải nâng lên một tầm cao mới càng ngày phải càng cao lên chứ đừng có lúc nào mà các uh, huấn luyện viên cũng kêu cầu thủ cũng kêu rồi chúng ta phải tạo ra được một cái nền tảng tài chính đủ tốt cho cái nền bóng đá này chứ câu lạc bộ cứ suốt ngày chậm lương rồi thiếu tiền lót tay rồi cứ thi thoảng lại đội bóng này tưởng như sẽ giải thể đội bóng kia thì sẽ giải tán không bao giờ phát triển được Và cái định hướng là gì? Chúng ta có sử dụng những cầu thủ nhập tịch hay không? Chúng ta sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch thì sử dụng bao nhiêu phần trăm? Số lượng cầu thủ nhập tịch đứng ở trong đội hình chính thì nó là bao nhiêu người? Tối đa là bao nhiêu người? Rồi cầu thủ Việt Kiều chúng ta sẽ đưa họ về bằng nguồn như thế nào? Đấy, tất cả những cái đấy đều cần tiền hết các bạn ạ đấy, quan điểm của mình là cố gắng làm sao đấy tối ưu lấy càng nhiều những cầu thủ việt kiều về càng tốt cho họ đá v league sau đó lên đội tuyển quốc gia Đấy. Rồi như cầu thủ nhập tịch Mình vẫn, vẫn bảo lưu quan điểm là chỉ hai vị trí là đủ Bây giờ có Henryo và Rafael Sơn là đẹp luôn Nếu mình có Henryo và Rafael Sơn Mình nghĩ là hai trận đấu vừa rồi với Indonesia Chúng ta chả thua cả hai trận đâu Đấy. Có thể chúng ta cũng không thể thắng được họ Nhưng mà để mà thua cả hai trận thì mình nghĩ là không Đúng không ạ Đấy thì đấy chính là cái kế hoạch chúng ta đi lên Quan trọng nhất là chúng ta sẽ phải làm điều đó Một cách nó, nó có hệ thống Làm phải chắc nhưng lại phải nhanh Đấy, bây giờ các bạn biết rồi, không còn cá lớn cá bé nữa rồi. Con cá sống là con cá nhanh. Đó, đấy là những cái chia sẻ của mình. Không biết là những chia sẻ này của mình nó có phù hợp với quan điểm của các bạn không và nếu các bạn thấy hay thì các bạn nhớ like cho Minh Hải, nhớ đăng ký cho Minh Hải để Minh Hải còn cập nhật những cái thông tin mới nhất của các bạn danh sách huấn luyện viên ứng cử viên để thay cho huấn luyện viên Philip Chu C rồi ai sẽ là người được liên đoàn bóng đá Việt Nam lựa chọn để đàm phán. Mình sẽ đưa đến cho các bạn những cái thông tin đó ngay sau khi mình có và mình sẽ livestream phục các bạn ngay để là người sớm nhất nhận được thông tin này các bạn hãy ấn vào nút đăng ký và nhớ ấn vào chuông và chọn thông báo các bạn nhớ nhá và vào thời điểm này thì mình vẫn đang livestream ở trên top top để gửi đến các bạn những cái hot deal những cái mặt hàng chính hãng nhưng với một cái giá chỉ dành cho vlog minh hải thôi nó thấp nó thấp một cách độc quyền luôn Đấy, từ quần áo đội tuyển rồi đồng phục đội tuyển rồi những đôi giày đá bóng rất nhiều những sản phẩm các bạn cùng vào để săn với mình đây là một cái phiên nó rất là lớn của mình cảm ơn mọi người rất là nhiều đó và bây giờ thì mình vẫn chia sẻ với các bạn về uh, tuyệt phẩm của nhà Menhouse. Đấy. Đây là em C4 là có 4 ổ cắm và 3 cổng sạc. Em này thì có giá là 339 000 một chiếc, các bạn mua combo 2 chiếc thì giá là còn là 639 000 Còn đây là anh V8, anh V8 thì là có 8 ổ cắm. Anh V8 này thì có áo trắng rồi nhá. Ngày xưa có áo đen thì có áo trắng rồi. Nó có 8 ổ cắm và 4 cổng sạc. Đấy, các bạn thấy không? Và ngột Combo, combo của bạn này các bạn nên mua combo. Combo của bạn này hai chiếc thì giá chỉ còn 698 000 thôi. Nếu các bạn mà dùng để có nhiều ổ cắm thì các bạn dùng con V8 này nó sẽ lợi hơn. Bởi vì nó có cách nhau có năm mươi mấy nghìn thôi. Đấy nhưng mà ở bên này nếu mà các bạn mua hai cái này là 24 thiết bị. Còn anh chàng này mà các bạn mà mua thì chỉ có 14 thiết bị thôi. Cái thứ hai nữa là nếu mà các bạn mà để cho nó đẹp trên nồi trên bàn lẩu ấy thì các bạn có thể sử dụng cái này nếu mà các bạn để cho nó đẹp. Thì đây nó sẽ trang nhã hơn, đúng không? Còn à, cái đẳng cấp của nó thì nó giống nhau hoàn toàn à, Anh này vẫn là loại đồng 3 ly Và chịu được tải lên đến 4.000W Cả bạn cắm 2-3 đổi đầu và ăn tẹt ga Đấy, rồi à, nó chịu được nhiệt lên 750W Đấy, à, anh chàng V8 thì có 12 thiết bị Anh chàng C4 thì có 7 thiết bị được kết nối Nó vẫn là một đổi một trong vòng 6 tháng Và các bạn còn được bảo hành lên đến 1 năm Và mình nói với các bạn niềm tự hào lớn nhất Đó chính là cái thằng tên là Atomat đây này, này anh chàng trung vệ áo đỏ có thể là Atomat các bạn đi làm đi chơi hoặc đi ngủ thì Atomat nó vẫn thức ở đây để nó đảm bảo cho các bạn là cái ổ điện này không bị cháy và nó không dẫn đến hỏa hoạn trong gia đình nhà các bạn bảo vệ cho các bạn an toàn an toàn ở đây là cho bố mẹ cho gia đình cho vợ con chúng ta và cũng bảo toàn luôn cả cái tài sản mà cả cuộc đời của chúng ta tích góp số điện thoại mình để ở trên logo 0889333300 và website là menhouse.vn các bạn cứ alo mình thì mình khuyên nếu các bạn sử dụng nhiều ổ cắm thì các bạn lựa chọn con V8. đấy còn nếu mà các bạn mà để cho nó trang nhá, cho nó đẹp thì các bạn sẽ sử dụng con C4. Đấy, cái này là tùy các bạn nhé. còn những chiếc áo uh, Vicento President này thì không phải bàn nữa rồi lụa Nhật Bản mềm mịn mượt mát không nhăn các bạn cứ thoải mái. chiếc áo này form rất là đẹp và nếu như các bạn mà mua ở ngoài thì giá nó phải lên đến khoảng tầm một triệu một chiếc nhưng bây giờ Vincento dành cho Vlog Minh Hải một cái deal đặc biệt độc quyền đó là giá chỉ còn có 639.000. Các bạn mua 3 chiếc thì giá nó còn rẻ hơn 1.398.000 và các bạn sẽ vẫn được tặng một visa cá sấu trị giá 1.598.000. Các bạn mua 1.398.000 nhưng được tặng 1.598.000. Mọi người sẽ nói là ông tự thổi giá đúng không? Vì con uh, ví này là con ví đều. Nếu bạn chứng minh con ví này nó không phải làm từ da cá sấu xịn thì mình sẽ đền các bạn 1 tỷ. Ok chưa? Bởi đơn giản là ở Vicento chúng mình không có, Minh Hải không có bán những đồ kém chất lượng. Nếu các bạn đến vicento.vn, các bạn sẽ được một cái quyền là tự thành lập combo. Combo các bạn càng nhiều, giá giảm càng sâu. Combo các bạn càng nhiều, quà tặng càng lớn. Chưa hết, nếu các bạn đến 240 Kim Mã Hà Nội, các bạn đọc tên Vlog Minh Hải thì các bạn được giảm giá thêm chút nữa. Số điện thoại mình để trên logo 0889333300 và website là vicento.vn. Cảm ơn các bạn rất nhiều tiếp tục đến với những câu hỏi uh, tiếp theo mình sẽ còn làm một cái chương trình nữa nhé để phục vụ các bạn à, bạn uh, nguyễn nghĩa còn nói là việc chọn sai huấn luyện viên trưởng thì ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm hả anh mình phải nói ở đây là trách nhiệm chắc chắn là tập thể bởi vì tập thể chọn mà nhưng mà mình nghĩ là với tư cách là một phóng viên thì mình nghi rằng tất cả mọi thứ chúng ta sẽ phải cố gắng để quy ra trách nhiệm cá nhân có lẽ là từ bây giờ chúng ta sẽ phải quy ra trách nhiệm cá nhân anh nghĩ sao về thầy Gông hả anh ơi? Mình nghĩ là thầy công sẽ không làm được đội tuyển quốc gia đâu. À, vì còn vì sao thì mình nói thật là nó cũng hơi bất tiện. Bởi vì là ông hoàn toàn có thể trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Bởi vì là đấy nhưng mà các bạn thấy những cái vấn đề ở, ở công an Hà Nội ấy, mình thấy nó cũng khá là không hay. Nguyễn Thế Hải Antonio, em nghĩ anh nên làm thêm một video để nêu lên những cái thất bại của ông Chu C, cũng như những sai sót của VFF có thể không phải là bây giờ nhưng cần có anh nhé mình hôm trước mình có hỏi mọi người thì mọi người bảo không nên làm nữa chứ là mình cũng thôi mình không làm nữa bạn hùng nguyễn nguyên có nói là chia tay trong niềm vui rồi hỏi gì giờ này nữa nếu mà bạn không có câu hỏi gì nữa thì thôi đúng không chào anh hải nếu hai trận đấu tới mà công phượng khỏi chấn thương thì cơ hội được lên tuyển như thế nào câu hỏi rất hay à... Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam trong tương lai sẽ là người phải trả lời liên đoàn bóng đá Việt Nam về cái nòng cốt của đội tuyển quốc gia trong ngắn hạn và trong dài hạn. Đấy, ví dụ như là trong ngắn hạn chúng ta sẽ gọi những ai lối đá sẽ như thế nào, ai sẽ là những cầu thủ quan trọng và như thế chúng ta sẽ biết là công phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường các thứ là những cầu thủ này sẽ đóng vai trò như thế nào. Bên cạnh đó là cái lộ trình để trẻ hóa của chúng ta ra sao, đấy lứa nào được đôn lên cầu thủ nào đôn lên, chúng ta cần bao nhiêu trận đấu, cần đi tập huấn ở những đâu. Thì đấy chính là những cái nội dung mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ phải làm việc với ứng cử viên để trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Minh Hải sẽ cập nhật cho các bạn những cái thông tin này khi mà chúng ta có cái danh tính của của ứng cử viên cho chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Thì lúc đấy sẽ liên đoàn sẽ làm việc với họ. Mình nghĩ là sẽ phải làm việc rất nhiều. Ông này có thể phải viết một cái báo cáo. Đấy, viết một cái kế hoạch, cái chiến lược để làm sao đấy để chúng ta đọc và chúng ta sẽ hiểu được à ông này có cái chiến lược này, chiến lược kia. Các bạn hiểu không ạ? đấy thì tất cả những câu chuyện này nó vẫn còn nằm ở ở thì tương lai một điều đơn giản nhất là các bạn ấn vào nút đăng ký và follow mình thì mình khi nào có chương trình có thông tin mới mình sẽ báo cho các bạn ngay cảm ơn các bạn rất là nhiều bây giờ thì minh hải sẽ được kính chào tạm biệt ở uh, chương trình vào tối ngày hôm nay mình sẽ trả lời tiếp những câu hỏi còn của của các bạn nếu các bạn chưa thấy câu hỏi của các bạn thì các bạn chờ nhé mình sẽ làm thêm một chương trình nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều và đừng quên mời các bạn sang xem top top của vlog minh hải nhé để săn những điều rất hời với mức giá thấp độc quyền chỉ dành cho vlog minh hải mà thôi cảm ơn các bạn hẹn gặp lại các bạn ở bên top top